Xin chào các bạn Ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu túi đựng điện thoại hình một chút ít xinh xắn như thế này rồi nè Đây, phần miệng túi ha Mình có để link ở phần mô tả ha Những bạn nào mà chưa thực hiện thì có thể làm theo hướng dẫn ở bên dưới Thì đi đôi với nó hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái họa tiết ngôi sao để trang trí Cũng như là một cái móc khóa hình chút ít xinh xắn như thế này Để mình trang trí luôn trên thân của túi của mình ha Mình sẽ móc phần ngôi sao trước ha Đầu tiên tạo một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ hai Mũi móc đơn thứ ba Móc đơn thứ tư Móc đơn thứ năm Móc đơn thứ sáu Móc đơn thứ bảy Mũi móc đơn thứ tám móc đơn thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10. Khi có được 10 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Nắm cái sợi len ngắn cuốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên của mình có 10 mũi móc đơn tạo ra 10 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, Chân thứ hai móc cho mình mũi tăng. Mũi tăng tức là ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 5 cụm như thế này ha. Một mũi móc đơn nè, sau đó là mũi tăng. Ta có được cụm móc thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba. Một móc đơn, mũi tăng. Cụm móc thứ tư nè, một mũi móc đơn sau đó là mũi tăng cụm móc thứ năm sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha một móc đơn sau đó là mũi tăng thì khi kết thúc vòng móc này ta hoàn tất được tổng cộng là 5 cụm móc tăng được 5 mũi cho cái vòng móc này ha kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời khi kết thúc mũi dời các bạn nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích vòng móc kế tiếp dựa vào vòng bên trên mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi ở đây mình có một móc đơn sau đó là mũi tăng thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên mình có hai mũi móc đơn mỗi chân nè khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng ta sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nhưng lúc này các bạn để ý cho mình Ở hàng móc này nè Cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân mà mình đang có Đây là số mũi móc đơn lẻ mỗi chân ha Ở đây mình có hai mũi Thì hai mũi là số chẵn Các bạn sẽ chia đôi cho mình cái mũi này ra Mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa Các bạn có thể đảo cho mình các công thức như sau ha Chân đầu tiên một mũi móc đơn Chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng Và chân thứ ba móc một mũi móc đơn thì khi đảo công thức mình sẽ có cụm móc như thế này một mũi đơn một mũi tăng và một mũi đơn thì cộng lại mình cũng có là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng thì như vậy là ở hàng móc này các bạn có thể áp dụng cho mình một trong hai công thức đó ha móc tương tự cho công thức đó cho đến cuối vòng cụm thứ hai nè khi móc đến cuối vòng mình sẽ hoàn tất được 5 cụm móc cho vòng móc này kết thúc năm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì cái vòng mình vừa móc mình có một đơn một tăng và một đơn cộng lại mình sẽ có hai mũi đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng thì các bạn tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi mình có ba mũi móc đơn mỗi chân khi có được ba mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc mũi tăng như vậy là hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó các bạn cứ tăng tịnh tiến cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa mỗi vòng móc cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi đối với những hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn các bạn có thể đảo công thức cho mình cho cái mũi tăng nó vào chính giữa ha ví dụ hàng kế tiếp 4 mũi thì đưa vào chính giữa ta có hai mũi mỗi chân mũi tăng sau đó là hai mũi mỗi chân ha móc tương tự cho đến khi mình đạt được kích thước của vòng tròn thì đối với họa tiết ngôi sao này mình móc theo dạng móc khóa cho nên size của mình sẽ dừng lại ở hàng móc 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng nè. Kết thúc vòng ha. Móc lên một mũi móc xích. Khi hoàn tất được cái độ rộng bên trong của ngôi sao rồi nè thì bây giờ mình sẽ móc các cái phần cánh ở phía ngoài ha. Phần cánh ở ngoài để ý cho mình ở các hàng móc phía dưới. Mỗi vòng móc mình sẽ có tổng cộng là 5 cụm móc. Đây thì đối với cái hàng móc mà mình đang có nè mình sẽ có cụm móc 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha ta có cụm đầu tiên nè tiếp tục cụm móc thứ hai cụm móc thứ ba cụm móc thứ tư và cụm móc thứ năm thì mỗi cụm móc như thế này mình sẽ tạo ra một cái cánh ha cho tất cả các cái chân móc của mỗi cụm thì lúc này là cái cụm đầu tiên của mình là ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ta có tổng cộng là 5 chân móc năm chân móc này các bạn sẽ giảm mũi dần cho mình ha thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc bỏ qua chân đó móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba móc một mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ tư móc một mũi móc đơn và chân móc thứ năm móc một mũi móc đơn như vậy là năm cái chân của cái cụm đầu tiên ở phía dưới mình móc còn lại được bốn chân móc tức là cái chân đầu tiên ta đã bỏ qua rồi nè mình sẽ giảm mũi ở chân đầu tiên ha móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại Hàng móc kế tiếp thì mình có bốn chân móc của bốn mũi ở hàng phía dưới. Các bạn tiếp tục giảm mũi cho mình ha. Thì giảm mũi ta sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Sau đó móc tương tự cho các chân còn lại. Thì khi giảm mũi đầu tiên mình sẽ còn lại ba chân móc. Mình móc được ba mũi móc đơn cho hàng móc này ha. Giảm mũi đầu tiên rồi nè. Ta tạo ra ba chân cho hàng kế tiếp thì móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp này cũng tương tự có ba chân móc của hàng phía dưới thì ta bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai và chân thứ ba, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta cũng giảm đi được một mũi rồi nè. Móc lên một mũi móc xích. Đối với những bạn nào mà tăng sai thì cứ làm tương tự cho mình ha. Các bạn cứ móc cho mình cho đến khi mình còn lại cái hàng cuối cùng là một mũi móc đơn. Ở đây mình còn lại hai chân này thì bỏ qua chân đầu, móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len mình sẽ có được cái phần cánh như thế này ha sau khi hoàn tất được cánh đầu tiên thì tiếp tục móc cho mình thứ 2. cánh thứ hai cánh thứ hai nó sẽ nằm ở cụm thứ hai của hàng móc này mình có 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng thì mình có 5 chân móc ha 5 chân móc này mình sẽ móc cho cái cánh thứ hai đâm kim vào chân đầu tiên kéo cái sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích thì lúc này mình có 5 chân, chân đầu tiên mình đã đâm kim vào đó rồi. Các bạn bỏ qua cho mình chân đầu tiên đó, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Khi móc nhớ dấu đen thừa vào trong mũi móc nha. Chân thứ tư một mũi móc đơn nè, và chân thứ năm cũng móc một mũi móc đơn. Như vậy là năm chân của cái cụm phía dưới mình móc thành được 4 mũi nè. Móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp thì cũng tương tự như phần cánh đầu tiên, các bạn cứ bỏ qua cho mình chân đầu tiên, móc từ cái chân thứ hai trở đi ha. Từ chân thứ hai trở đi thì móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Ta giảm đi được một mũi rồi, lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc và tiếp tục bỏ qua chân đầu tiên, chỉ móc từ chân thứ hai trở đi. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Cứ móc cho mình cho đến khi cái hàng cuối cùng của mình còn lại là một mũi móc đơn. Đây lúc này mình còn hai chân nè thì bỏ qua chân đầu móc vào chân cuối ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình cho ba cái cánh còn lại ha. Sau khi hoàn tất cho mình được tổng cộng là 5 cái cánh của họa tiết ngôi sao rồi nè, vào trong cái vòng tròn đầu tiên. Thì tiếp tục mình sẽ viền lại cho cái phần ngôi sao này ha. Móc lên một mũi móc xích, ở cái cánh đầu tiên các bạn để ý nè Cánh đầu tiên mình có cái mũi móc đơn cuối cùng Ở cái phần đỉnh nhọn này Thì cái chân của mũi móc đơn đó móc cho mình một mũi móc đơn Ở cái cạnh của phần cánh này Mình sẽ có các cái chân móc liên tiếp ở những hàng móc Sau đó sẽ là cái chân móc của điểm giao ha Điểm giao ở cái hàng cuối cùng của cánh này với phần thân Và điểm giao của cái phần thân với cái chân móc đầu tiên của cánh tiếp theo Thì các bạn lần lượt móc cho mình vào các chân móc của phần cánh nè mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cái điểm giao ha mỗi chân móc một mũi móc đơn khi móc được đến hai cái chân móc là điểm giao giữa hai cánh với cái phần thân nè thì các bạn sẽ chụm lại cho mình hai cái chân móc này lại thành một mũi ha cách chụm như sau ta sẽ đâm kim vào cái chân của điểm giao đầu tiên ở cánh đầu tiên với cái phần thân đâm kim vào chân điểm giao đó sau đó kéo len qua chân móc khi kéo lên thì các bạn sẽ kéo vừa phải ha, đừng có kéo quá rộng mũi. Tiếp tục đâm kim vào chân điểm giao thứ hai của cái cánh thứ hai với cái phần thân. Kéo lên. Trên kim được 3 đường móc kéo len qua hết 3 đường trên kim. Ta sẽ chụm lại được hai chân phía dưới thành một mũi. Tiếp tục di chuyển kim đến cái cánh tiếp theo. Mình cũng có mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Khi móc nhớ dấu lên thừa nè. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái đỉnh của cánh này. Đến cái chân móc cuối cùng là cái chân của mũi đơn ở hàng cuối cùng. Mỗi hàng của mình sẽ có một cái mũi đơn này. Thì các bạn sẽ tạo điểm nhọn ở đây bằng cách móc vào đó ba mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ tạo ra được một cái điểm nhọn như thế này ha, một cái góc như thế này cho phần cánh. Hoàn tất được cái góc rồi thì các chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cái chân móc hai cái chân móc là điểm giao giữa hai cánh với phần thân nè, thì mình sẽ chụm lại hai cái chân móc điểm giao này lại thành một mũi. Đâm kim vào chân điểm giao đầu tiên. Kéo lên sau đó đâm kim vào điểm giao thứ hai, kéo lên và kéo hết qua ba đường trên kim di chuyển kim đến cánh tiếp theo mỗi chân móc một mũi móc đơn khi móc nhớ dấu len thừa mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha cho đến cái đỉnh của cái cánh này tức là cái hàng móc có một mũi móc đơn cuối cùng thì chân móc của mũi móc đơn đó mình sẽ móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc để ta tạo góc ha sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu cuối cùng Khi viền lại được toàn bộ họa tiết ngôi sao rồi, chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà ta bắt đầu móc mũi móc đơn, móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi giờ để mình kết thúc cái phần viền này. Thì họa tiết ngôi sao của mình nó sẽ có hai mặt chập lại với nhau, nên mặt đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó mình sẽ cắt len ha. Ta sẽ có được mặt đầu tiên như thế này. Đến cái mặt thứ hai thì mình không cần phải cắt len ha, các bạn sẽ chập đôi cho mình hai cái mặt này lại, đưa hai mặt phải ra phía ngoài thì cái mặt mà mình đang móc nè chân mà mình vừa móc mũi dời kết thúc các bạn tiếp tục móc cho mình mũi dời vào cái chân móc kế bên là cái chân móc mà móc ở cái phần cạnh á đây ta sẽ đâm kim vào đây ha thì lúc này các bạn sẽ để ý cho mình ở cái cánh phía sau cái hàng mà mình đang móc ở cái mặt trước này nè ta móc vào cái chân móc của cạnh thì cái phía sau này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc tương đương ha đây khi lật lại nè thì nó sẽ là cái chân móc của cái mũi thứ hai mà mình móc ở cái phần cạnh thì bên này mình sẽ móc ngược lại ha các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai chân móc tương đương cái vị trí đó sẽ là tương đương ha mình sẽ móc vào cái chân của cái mũi mà mình viền ở phần cạnh móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó lần lượt đâm kim vào hai cái chân móc song song và liên tiếp với nhau nè. Mỗi chân ta cứ móc một mũi dời ha. Nó sẽ là hai cái chân tương đương với nhau. Tiếp tục chân kế bên cũng vậy nè. Vào hai chân móc tương đương với nhau, móc vào một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ dời mũi cho mình cho các chân còn lại cho đến hết cái phần ngôi sao này. Lưu ý khi các bạn móc cho mình viền đến cái phần cuối cùng nè, ta có cái khoảng trống như thế này thì các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho cái phần ngôi sao của mình nó được phồng và cứng cáp hơn sau đó mình sẽ viên cho đến hết vòng Khi đã viền được cho mình cho hết cái họa tiết ngôi sao cho đến cuối rồi thì cái chân cuối cùng mà ta viền cũng là chân đầu tiên mà mình móc cái họa tiết viền này móc vào đây một mũi dời tiếp tục hoa đâm kim vào cái chân mà mình bắt đầu viền luôn nè lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len sợi len của mình nó đang nằm ở mặt phải ta sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc mà mình vừa móc cái mũi dời kết thúc đó kéo cái sợi len ra phía sau sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc để cho cái phần cánh của ngôi sao mình nó sẽ có cái độ phòng á thì khi các bạn nhét cho mình gòn vào bên trong nè mình hoàn tất được phần viền rồi thì đâm kim vào cái phần cánh sau đó mình sẽ kéo cái phần gòn ra để cho nó dàn đều ra cái phần cánh ha kéo một phần gòn ra phần cánh nè giúp cho phần cánh của mình nó sẽ có cái độ phòng hơn ha ta sẽ hoàn tất được cái họa tiết ngôi sao như thế này Họa tiết này nếu các bạn thích các bạn cũng có thể gắn cho mình một cái khuyên móc khóa để mình làm móc khóa cũng được hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình kim khâu, keo nến, mình đính cố định vào bên trong thân của ếch. Và bên cái phần yếm ha. Ta sẽ có được họa tiết trang trí như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn họa tiết móc khóa ít ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Kéo len qua vòng tròn sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu sau khi có được 6 mũi guốc lại cho cái mũi vòng tròn của mình nhỏ lại nè đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng nhớ ha khi kết thúc vòng các bạn sẽ guốc lại cho cái mũi giờ của mình nhỏ lại thì khi mình móc thêm các cái hàng tiếp theo các cái mũi nối của mình nó sẽ không có bị điểm g đây thì mũi giờ của mình nó sẽ nhỏ lại nè tiếp tục móc lên một mũi móc xích Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai mình sẽ móc 6 mũi tăng vào 6 chân đó. Mũi tăng tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giới kết thúc vòng đầu nè. Móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó làm tương tự cho 5 chân móc còn lại cho đến cuối ha, mỗi chân mình sẽ móc mũi tăng. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng nè là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ ba tương tự, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ tư móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn là mũi tăng luôn nè. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn. Khi hoàn tất được vòng móc này thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời Nhớ guốc lại cho mũi giờ của mình nhỏ lại nha Móc lên một mũi móc xích Tiếp tục đến vòng móc thứ ba Thì vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức của vòng móc thứ hai ở phần ngôi sao Tức là mình sẽ có một mũi đơn sau đó là một mũi tăng ha Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới nè Móc vào đó một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ở hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một móc đơn sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn vào chân kế bên, sau đó là mũi tăng vào chân kế tiếp. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. cụm móc thứ sáu sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha khi hoàn tất thì mình sẽ tăng được 6 mũi móc cho vòng móc này đã có 6 cụm móc nè tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời gút lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích vòng móc kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì ở đây cái vòng móc thứ ba của mình có công thức là một mũi đơn sau đó là mũi tăng thì cái mũi đơn này là số mũi móc đơn lẻ mỗi chân nè ở đây mình có một mũi thì bây giờ các bạn sẽ tăng cho mình lên là hai mũi ha mình sẽ có hai mũi móc đơn ở mỗi chân móc chân đầu tiên nè một mũi móc đơn tiếp tục chân thứ hai móc một mũi móc đơn thì ở đây mình đã có được hai mũi móc đơn nè được hai mũi rồi thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng ta sẽ có được cụm móc như thế này Móc tương tự cho đến cuối vòng hoặc là đối với vòng này số mũi móc đơn lẻ đang là số chẵn nên các bạn cũng có thể đảo công thức ha. Thì khi đảo công thức mình cũng có một mũi đơn sau đó mũi tăng và một mũi đơn nè, móc tương tự đến cuối vòng. Hoàn tất được vòng móc này mình sẽ có được 6 cụm móc, tăng được 6 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Thì kiếp móc khóa của mình nè, đối với những bạn nào mà muốn tăng sai thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha. Ở đây của mình là hai mũi thì tiếp tục sẽ là 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi và xen kẽ sẽ là một mũi tăng ha. Và nhớ đối với những hàng móc và có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn, các bạn có thể đảo công thức cho vòng tròn của mình nó được đều hơn. Đối với họa tiết móc khóa của mình thì mình sẽ dừng lại ở cụm móc một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn ha. Ta sẽ có được cái độ rộng như thế này thì tiếp tục cái vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình ba hàng móc như vậy nữa tức là mình sẽ dựa vào cái số hàng móc mà mình tăng mũi bên trên tính luôn cả vòng tròn đầu tiên mà ta tạo ở đây mình có bốn hàng móc tăng mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình bốn hàng móc móc đều không tăng mũi những bạn nào mà tăng sai thì cứ dựa vào số hàng móc tăng mũi và mình móc cái hàng móc đều bằng số hàng móc đó là được nhé sau khi đã móc được bốn hàng móc móc đều không tăng mũi thì lúc này cái phần đầu của ít nó đã có được một cái độ sâu như thế này rồi nè cứ dựa vào số hàng móc tăng mũi thì mình sẽ móc bằng với số hàng móc này là được các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ tiến hành giảm mũi cho phần đầu của mình nó bo nhỏ lại thì để giảm mũi mình sẽ dựa vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở bên trên tất cả các cái sai các bạn đều dựa cho mình vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở bên trên ha thì đối với sai của mình đang móc nè Hàng móc tăng mũi cuối cùng ở bên trên của mình là hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng. Thì mình có đảo công thức ha. Công thức của mình là một đơn, một tăng và một đơn nè. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của cái hàng tăng cuối cùng này xuống phía dưới. Những bạn nào mà tăng sai thì cũng làm tương tự ha, cứ dựa vào hàng móc tăng mũi cuối cùng bên trên, sau đó bê số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống phía dưới. Đây của mình là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng thì bê cho mình hai mũi mỗi chân này xuống dưới mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là mũi giảm mũi giảm thì thay vì ở bên trên mình móc chân kế tiếp móc hai mũi đơn cùng chân móc là mũi tăng thì mũi giảm lúc này mình sẽ chụm lại hai chân móc liên tiếp thành một mũi cách chụm sẽ như sau ha ta đâm kim vào chân thứ ba sau đó kéo len qua chân móc kéo sát cái đầu kim nha giữ nguyên vị trí này móc tiếp vào cái chân móc thứ tư kéo len qua trên kim được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim thì mình sẽ có được mũi giảm và ta sẽ có được cụm như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm đối với hàng này thì cái số mũi móc đơn lẻ cũng lan là số chẵn nè các bạn có thể đảo công thức cho mình ha ta sẽ đưa cái mũi giảm vào chính giữa của hai cái mũi này thì hai mũi này mình chia đôi ra nè mình sẽ móc một mũi trước sau đó sẽ là mũi giảm rồi đến mũi thứ hai ha Đây, một mũi móc đơn trước nè, sau đó hai chân kế tiếp giảm mũi. Chụm lại thành một mũi nè. Đâm kim vào chân thứ hai. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba. Sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim. Ta có được mũi giảm. Tiếp tục sẽ làm mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp. Thì ta sẽ có được cụm móc như thế này. Cộng lại mình cũng có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng có tổng cộng là 6 cái cụm giảm Kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một giờ Sau đó lên một mũi móc xích Thì cái phần đầu của mình lúc này nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nè Các vòng móc kế tiếp thì mình cũng làm tương tự Thay vì cái hàng bên trên mình tăng mũi Tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân Thì lúc này cái hàng giảm mũi các bạn sẽ giảm dần cho mình mỗi hàng móc là một mũi Hàng của mình đang có là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm thì các bạn sẽ giảm cho mình số mũi móc đơn ha. Mình sẽ có một mũi. Sau đó kế tiếp sẽ là mũi giảm nha. Đây của mình nè, một đơn, một giảm và một đơn, mình có đảo công thức. Thì hàng kế tiếp các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn ra. Mình sẽ có một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Kế tiếp sẽ là giảm mũi ở hai chân kế bên. Thì mũi giảm cũng làm tương tự như các mũi giảm bên trên ha kéo qua ba đường trên kim ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Những bạn nào mà tăng sai thì khi giảm sai các bạn cũng giảm dần cho mình ha, cho đến khi cái vòng móc cuối cùng của mình còn lại là 12 chân móc thì nó sẽ có một cái độ rộng như thế này. Mình sẽ nhô một ít gòn vào bên trong cho phần đầu của ít nó được cứng cáp hơn. Sau đó vòng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình ở 12 chân này, mình sẽ móc sáu cái mũi giảm liên tiếp mũi giảm đầu tiên ở hai chân đầu tiên nè kéo qua ba đường trên kim tiếp tục mũi giảm thứ hai kéo qua ba đường mũi giảm thứ ba làm tương tự cho mình cho đến hết ha Sau khi hoàn tất được 6 mũi giảm liên tiếp thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại. Kết thúc đâm kim vào chân mũi giảm đầu tiên, móc một mũi dời. Các bạn sẽ kéo dài sợi len và mình cắt một đoạn len vừa đủ dài. Ta sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Thì cái vòng móc mà mình vừa móc có 6 mũi chậm tạo ra 6 chân thì mình sẽ lần lượt đâm kim vào 6 đường móc bên ngoài. Đâm kim từ ngoài vào trong 6 đường móc bên ngoài của 6 chân ha mũi thứ ba nè mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân móc của mũi dời đâm kim luôn vào chân móc nha từ ngoài vào trong đâm lên phía trên mình sẽ guốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại thì ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu như thế này sợi len thừa thì đâm kim vào vòng tròn đó sau đó giấu sợi len thừa vào bên trong như vậy là mình sẽ có được phần đầu của ít ha tiếp tục mình sẽ móc cái phần thân phía dưới ở phần thân phía dưới thì ở đây mình đã có móc tổng cộng là 6 hàng móc nè công thức móc tương tự giống như cái phần đầu 4 hàng móc tăng mũi thì mình sẽ móc bốn hàng tăng mũi tương tự đến những cái hàng móc móc đều thì mình sẽ móc một nửa so với số hàng móc của phần đầu ha những bạn nào mà canh tăng sai á, thì các bạn cũng làm tương tự nè móc cho các cái hàng móc tăng mũi thì y chang như là cái phần đầu sau đó cái hàng móc móc đều thì mình sẽ móc một nửa so với phần đầu bây giờ mình sẽ chụm lại cho nó bo nhỏ lại ta cũng dựa vào cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng ở bên trên mình có một đơn một tăng và một đơn ở đây mình đảo công thức nè thì bây giờ các bạn cũng móc cho mình là một đơn một giảm và một đơn ha một giảm nè sau đó là một đơn thì như vậy là mình sẽ có được cái cụm móc như thế này, móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì hàng này mình sẽ giảm đi được tổng cộng là 6 mũi móc. Đến vòng móc kế tiếp các bạn sẽ móc đều cho mình. Tức là ở cái phần thân phía dưới của ít nè, mình sẽ có một hàng giảm. Xen kẽ sẽ là hai hàng móc đều ha. Móc cho mình hai hàng móc đều, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. sau khi hoàn tất được hai hàng móc đều thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tiếp tục giảm mũi mình cũng giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi ở đây mình có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm thì vòng kế tiếp mình tiếp tục giảm dần cái số mũi móc đơn lẻ ha cách giảm cũng tương tự giống như phần đầu nè giảm dần số mũi móc đơn lẻ xuống nhưng mà chỉ khác một cái là ở đây cái phần thân dưới mình có một hàng giảm hai hàng kế tiếp mình sẽ móc đều một hàng giảm và hai hàng móc đều ha nó cứ xen kẽ như vậy chứ nó không có giảm mũi gấp như là cái phần đầu ha móc tương tự hàng giảm này cho đến cuối vòng sau đó thêm cho mình hai hàng móc móc đều đối với những bạn nào mà tăng sai á thì các bạn sẽ đếm cho mình cái số hàng móc tăng mũi bên trên được bao nhiêu hàng thì cái hàng giảm bên dưới mình sẽ móc một nửa so với cái hàng tăng bên trên và cứ xen kẽ là hai hàng móc móc đều ha thì lúc này cái phần thân nó sẽ bo nhỏ lại dần Sau khi đã hoàn tất cho mình được phần thân dưới, một hàng giảm mũi, hai hàng đều, một hàng giảm mũi, hai hàng đều. Và số hàng giảm nó sẽ bằng một nửa so với phần tăng bên trên, thì phần thân của mình nó sẽ có cái chiều cao như thế này. Đến điểm kết thúc thì các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sợi sợi len vào trong kim khâu, sau đó mình sẽ khâu phần thân với phần đầu ha. Thì cái phần thân của mình đang kết thúc ở hàng móc có 12 mũi móc đơn. Thì 12 mũi móc đơn này nó sẽ tương đương với cái phần giả mũi ở đầu nè Phần giả mũi ở đầu của mình mình cũng đâm kim vào cái hàng móc thứ hai với hàng móc thứ ba Tức là các cái chân móc nằm chính giữa của hàng thứ hai và thứ ba Ta cũng có tổng cộng là 12 chân ha Đối với phần đầu thì các bạn sẽ đâm kim vào hai cái chân móc nằm ngang với nhau Còn đối với phần thân thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tương đương ha tiếp tục nạp phần đầu đâm kim vào hai chân móc nằm ngang còn phần thân thì mình đâm kim từ ngoài vào trong chân kế bên và guốc lại cho cái đường khâu của mình nó sát lại các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết ha Sau khi khâu hoàn tất được thân vào đầu rồi thì bây giờ mình sẽ móc phần mắt cũng như là chân của ít Thì công thức móc phần mắt cũng như là chân nó sẽ tương tự giống như nhau ha Mình sẽ lần lượt và hướng dẫn cho các bạn móc từ mắt đến phần chân Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó móc lên một mũi móc xích Mình sẽ móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ hai mình sẽ móc vào 6 chân móc ta vừa tạo là 6 mũi tăng chân đầu tiên móc mũi tăng nè chân thứ hai cũng móc mũi tăng và làm tương tự cho đến hết hoàn tất được 6 mũi tăng vào 6 chân kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích thì đối với cái trong mắt trắng ở bên trong của mắt ếch nè thì các bạn sẽ làm cho mình công thức như vậy sau đó mình sẽ tiến hành cắt len ha ta sẽ có được cái trong mắt màu trắng ở bên trong Tiếp tục mình sẽ móc cái phần thân của mắt ở phía ngoài ha. Thì phần thân của mắt ở phía ngoài công thức móc nó cũng tương tự như hai hàng móc ở cái phần thân màu trắng bên trong. Đến vòng móc thứ ba, vòng móc thứ ba thì các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn, mình sẽ có 12 mũi móc đơn và 12 chân. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Phần mắt bên ngoài khi các bạn kết thúc được đến vòng mắt thứ ba rồi mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó lật cho mình cái mặt trong của phần mắt ngoài ra ha. Mình sẽ cắt các cái đoạn len thừa đi, sau đó bôi cho mình một ít keo vào bên trong. Mình sẽ bôi keo ở hai cái hàng móc ở phía trong, sau đó ịn cái phần mắt màu trắng. Ịn cái mặt trái ha, mặt trái với mặt trái ịn vào với nhau và mặt phải lồi ra bên ngoài. Sau đó mình sẽ ấn và đẩy cái hàng móc thứ ba của cái phần thân phía sau á, đẩy lên phía trước. Ta sẽ có được mắt của ít như thế này ha. Trồng đen chính giữa thì sử dụng cho mình hạt ngọc hoặc là các cái hạt bẹt mình sẽ chích ít keo lên cái hạt của mình. Sau đó đến cố định lên chính giữa của mắt trong trắng bên trong ha. Ta sẽ có được mắt ít như thế này sợi len thừa dài thì mình sẽ sử dụng để mình khâu vào phần đầu của ít khâu ở hai bên ha bây giờ mình sẽ móc cái phần chân phần chân thì các bạn sẽ móc cho mình những cái vòng tròn như thế này công thức móc tương tự như phần mắt tức là khi mình đã hoàn tất được ba hàng móc giống như cái phần thân sau của mắt rồi tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc đều ở bên trên mình tăng bao nhiêu hàng thì phần dưới mình sẽ móc đều ha Giống như cái phần đầu nè, mình cũng dựa vào số hàng móc tăng mũi và mình móc cái số hàng đều bằng với cái số hàng móc tăng mũi. Tính luôn vòng tròn đầu tiên là một hàng rồi ha, những bạn nào mà tăng sai thì các bạn cứ dựa vào công thức như lại cho mình. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn, móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi hoàn tất được hai hàng móc móc đều thì móc lên một mũi móc xích. Hàng kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi giảm mũi thì lúc này mình có 12 chân của cái vòng móc thứ tư, 12 chân đó móc cho mình các cái mũi giảm. Mình sẽ có 6 mũi giảm vào 12 chân đó ha. Mũi giảm đầu tiên nè, ở hai chân đầu tiên. Tiếp tục mũi giảm thứ hai. Làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. khi các bạn móc cho mình đến cái mũi giảm thứ tư hoặc thứ năm thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có một cái khoảng trống như thế này sử dụng cho mình gòn nhồi mình sẽ nhồi một ít gòn vào bên trong cho cái phần chân của mình nó được cứng cáp sau đó mình sẽ móc hết cái hàng móc này ha hoàn tất được 6 cái mũi chậm liên tiếp đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên móc một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len ta cũng sử dụng kim khâu sau đó các bạn sẽ khâu cho mình bít cái khoảng trống này lại ha cách khâu cũng tương tự giống như phần đầu xỏ sợi len vào trong kim khâu lần lượt đâm kim vào sáu đường móc bên ngoài của sáu chân chân đầu tiên nè chân thứ hai chân thứ ba chân thứ tư chân thứ năm chân thứ sáu sau đó đâm kim vào chân của mũi dời đâm lên phía trên cuốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó giấu sợi len thừa vào bên trong ta sẽ có được phần chân như thế này ha chân của ít thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là bốn cái vòng tròn như thế này sau đó mình sẽ móc cái phần nối hai chân lại trước tiên là mình sẽ khâu mắt nè mắt thì các bạn sẽ khâu cho mình ở hàng móc thứ ba thứ tư và thứ năm của phần đầu phía trước của mắt thì mình sẽ khâu ở những chân móc tương đương của phần đầu với các cái chân móc của cái hàng màu xanh ở phía sau nhé các bạn đừng có đâm kim vào cái đường màu trắng ha để cho phần mắt của mình nó đẹp hơn cứ khâu vào các cái chân móc tương đương với nhau Để khâu cho phần mắt nó đứng cứng cáp trên phần đầu, nó không có bị nghiêng ngã. Thì ở phía sau của phần mắt này các bạn tiếp tục khâu cho mình ở các chân móc của giữa hàng móc thứ hai và thứ ba nè. Mình sẽ đâm kim vào hai đường móc nằm ngang ha. Sau đó các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết. Như vậy là phần mắt của mình khi mà mình khâu như vậy nó sẽ đứng cứng cáp trên thân ha bốn phần chân thì các bạn sẽ móc cho mình một đoạn xích như thế này sau đó mình sẽ nối các cái phần chân lại với nhau Chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó mình sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài ha sợi len dài nè kéo để thành một nút như thế này thì đây là đoạn len mình chừa ra nè từ đây móc lên cho mình một dây móc xích tầm khoảng 20 cho đến 25 mũi móc tùy thuộc vào cái chiều dài của tay mà các bạn có thể móc lên cho mình cái xích phù hợp ha ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 20 mũi. Khi kết thúc cái đoạn xích này thì kéo và cắt cho mình một đoạn lên cũng bằng với lại cái đoạn ban đầu luôn. Mình sẽ có hai cái đầu như thế này. Cái chiều dài của đoạn xích này khi mình nối ngang qua phần thân ít ha, nó sẽ có được một cái chiều dài vừa phải. Mỗi cái đầu len mà mình chừa ra các bạn sẽ xỏ cho mình vào trong kim khâu ta sẽ đâm kim vào cái phần chân đầu tiên nè mình sẽ đâm kim vào thân hông ha từ mắt thẳng xuống nè đâm kim vào cái hàng móc nằm ngang như thế này các bạn sẽ kéo luôn cho mình cái đoạn xích ngang qua thì ở hai bên mình sẽ chừa ra cái đoạn xích bằng nhau sau đó tiếp tục đưa cái vòng tròn mà mình tạo chân á mình sẽ khâu lại đâm kim vào cái vòng tròn mà mình guốc lại nè sau đó để cho cái họa tiết của mình nó sát với cái phần xích đó, nó không có bị tuột Thì các bạn sẽ kéo luôn cho mình một ít xích vào bên trong Và mình sẽ giấu cái sợi len thừa ha Khi giấu len á các bạn sẽ giấu cho mình một đoạn Sau đó từ cái chân móc mà mình vừa đâm kim lên nè Các bạn sẽ lùi về phía sau khoảng tầm một đường móc Và mình sẽ giấu tiếp cái đoạn len này ha Các bạn sẽ giấu nhiều lần như vậy cho cái đoạn xích của mình nó không có bị tuột ra khỏi chân ha Đây cứ lùi về một đường móc sau đó tiếp tục giấu len giấu hoàn tất thì cắt cái đoạn lên thừa đi. Ta sẽ có một đầu như thế này. Đối với cái phần chân ở phía dưới thì các bạn sẽ luôn cho mình ngang ở hai cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng á. Mình cũng giống thẳng hàng với bên thông của mắt ha. Ở đây mình có bốn hàng tăng thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ở giữa của cái hàng móc mà mình tăng đó. Kéo luôn cái đoạn xích qua nè. Để hai đoạn xích của mình nó đều nhau và tiếp tục khâu cho mình cái phần chân tương tự như đây sau khi đã hoàn tất cho mình được bốn chân của ít rồi nè những bạn nào mà thích làm dạng móc khóa thì sử dụng cho mình thêm một cái khoen móc khóa mình sẽ gắn ở trên đỉnh đầu của ít ta sẽ hoàn tất được một móc khóa ít xinh xắn như thế này ha về phần ngôi sao thì nếu không thích làm dạng móc khóa các bạn có thể tháo khoen ra sau đó sử dụng kim khâu hoặc là keo nến đến cố định vào một bên hông của yếm sau đó mình sẽ gắn cái phần móc khóa này vào cái phần dây yếm của ít ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc móc khóa ngôi sao cũng như là một chú ít xinh xắn như thế này để trang trí cho túi ít của mình. Ngoài trang trí này các bạn có thể trang trí cho mình nhiều họa tiết khác nhau ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!